Vâng, xin chào các bác nhá. Ngày hôm nay thì thằng bán cá tôi có dịp đến Đà Nẵng đi giao lưu với anh em chơi Guppy ở Đà Nẵng, sẽ có những cái thông tin rất là hay và link của các admin tôi để ở bên dưới phần mô tả của video này nhá. Bây giờ hãy cùng theo chân anh em chúng tôi đi tham quan một số cách nuôi cũng như là cách hướng dẫn của các admin ở đây. Cảm ơn anh em, mọi thứ ở trong phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nhé. Ngày hôm nay thì thằng bán cá đã có mặt tại một cửa hàng cà phê cá cảnh Guppy và Beta ở Đà Nẵng. Ngày hôm nay rất là vinh dự được một bác bố già của hội cá Đà Nẵng. Đây, chỉ tay đây. Gương mặt rất thân quen với anh em Đà Nẵng luôn. Anh Việt Hùng mình có để link ở bên dưới phần mô tả nhé, các bạn thể nhấn vào phần mô tả xem. Anh ấy có một số loại cá đẹp và cửa hàng anh ấy thì tí nữa sẽ ở trong phần mô tả sẽ có cửa hàng luôn. Quán thì mới khai trương thôi, đây là quán anh Việt Hùng ơi, đây là quán đầu tiên của Beta với là Guppy Đà Nẵng nhỉ? Đúng rồi, đây là quán đầu tiên về Guppy của Đà Nẵng nhá. Ngày hôm nay thì Việt Hùng sẽ chia sẻ cho chúng ta về kỹ thuật chọn một con cá làm sao nó khỏe mạnh, nó đẹp và các cái cách về anh chia sẻ về cách nuôi về mùa đông các bạn. Anh nuôi cá về mùa đông theo của môi trường Đà Nẵng thôi, còn các môi trường khác của tỉnh khác thì anh không dám chia sẻ đâu vì anh ấy là người Đà Nẵng mà. Bạn cùng nghe anh ấy chia sẻ nhá. Theo kinh nghiệm riêng của bản thân á, thì chọn cá khỏe mạnh, khi mình tới cái hồ thì con bài cá nó sẽ bung với mình là theo tập tính này, thì nó sẽ đòi ăn và đặc biệt á, là cá không bị bơi lờ đờ trên mặt nước à. Cái dấu hiệu trên thân con cá nó sẽ không có những cái chày xước hoặc là nắm đồ gì cái đó thì anh em phát hiện được. Đặc biệt á, anh chọn cá, anh luôn luôn chọn những con cá bơi bằng đại là nó đi kiếm ăn á, những con cá nó cực kỳ khỏe. Ok, cảm ơn anh Việt Hùng nha. Để bây giờ mình sẽ, sợ anh ấy nói hơi nhỏ, mình sẽ nói to lên nhá. Là cái đầu tiên phong cách chọn cá của anh Việt Hùng ấy, đấy là anh ấy test thử xem là khi anh ấy cho tay vào nước như này này. Đấy, còn cái đàn cá đấy nó mà bơi theo tay mình ấy, nó cu vào ấy, đòi ăn ấy, thì đấy là một đàn cá khỏe. Rồi tiếp theo đấy là anh sẽ chọn theo phong cách là con nào hơi bay bơi ở dưới đáy như này này, nó nhìn nó phong cách nó linh hoạt thoải mái, nó không có lờ đờ trên mặt nước, thì anh ấy sẽ bắt những con ở dưới đáy như thế, vì những con như vậy nó kiếm ăn mới khỏe được. Còn tiếp theo đấy chính là cái bể đúng không, cái bể nó phải sạch sẽ nhá các bạn nhá, bể phải sạch sẽ không có nhớt này, nước ở trong này. Và ở trên đây là phải cái gì anh nhỉ? Cái mùi à? Đúng rồi, cái mùi của bể ấy, mình phải ngửi. Nếu mà nó bị làm sao ấy? Bị có mùi là có nghĩa là cái hệ vi sinh đang có vấn đề. À, bị có mùi thôi, hệ vi sinh có vấn đề. Thế nói rõ thêm là cái mùi đấy là như nào không? Mùi tanh thì của cá nó bể tanh. Nào giờ tanh? Thường thường nó trong cái mùi tanh thì mình sẽ không có mô tả được cái mùi nó như thế nào, nhưng mà đại khái là không có... Đại khái là bể mà có mùi hơi tanh tanh là bể đó, là cái hệ vi sinh đang có vấn đề. À, ý là anh nói là khi mà mình chọn cá mà cái bể này có mùi hơi tanh tanh hoặc hôi hôi ấy, thì bể đấy là hệ vi sinh đã bị vỡ. Vỡ ở đây ý hiểu là cái hệ vi sinh nó quá là kém, nó không xử lý được các cái chất thải của cá này và dư dưỡng ăn thừa ấy, thì nó tạo ra cái mùi đấy. Và đối với những bể thế thường thường con cá nó sẽ ủ bệnh bên trong nó. Khi nó yếu, sức khỏe yếu nó sẽ bị ốm, nấm, đúng không anh? Đúng rồi, hoặc là những cái bể mà người ta mà đánh thuốc hoặc là đang trong cái quá trình điều trị. Có một số người bán cá, người ta không có tâm á, thì họ vẫn bán cái con cá ở trong cái bể đấy. Thì nhiều anh em á, nếu mà anh em mà có mà kỹ thuật nuôi hoặc là phân biệt được á, thì anh em sẽ phát hiện hiện á, là cái bể đó là đang có bệnh thì anh em sẽ không mua. Còn những anh em mới biết chơi á thì cứ thái cá khỏe
hoặc là gì đó thì cứ bắt về, thì về cái môi trường mới thì con cá nó bị sốc, mà con cá nó đang bị ủ bệnh thì con cá nó sẽ chết. À đấy, ý của anh ý sẽ nói là khi mà một bể cá ấy, mà cái môi trường vi sinh nó không được ổn ấy, tại chỗ người bán ấy mà không có tâm và hoặc là đang đánh thuốc ấy, thì bản thân con cá trong người nó sẽ ủ bệnh rồi. Khi mà mình mua phải ấy, thì lúc về nhà mình ấy, nó sẽ phát bệnh ra chết vì môi trường nó khác, nó thay đổi đột ngột. Đấy là kỹ thuật để chọn cá anh Việt Hùng chia sẻ. Còn cái tiếp theo đấy là anh chia sẻ về cách nuôi cá ở Đà Nẵng về mùa đông của cá guppy, thì anh có thể chia sẻ thêm được không? Ra thì anh nuôi thì rất đơn giản, anh cũng không có xài sữa nhiều, nhưng mà để mà mình chuẩn bị trước cho mùa đông thì mình sẽ tập cho con cá nó chịu với cái môi trường khắc nghiệt, thì bằng cách là hàng ngày mình chịu khó mình thay nước từ nhẹ tới cao. Đơn giản là ví dụ ngày hôm nay mình thay 5%, qua đến ngày hôm sau mình sẽ tăng dần, khi mà lượng nước mà mình thải 57% mà con cá nó không còn sống nữa, thì mình tập cho con cá nó quen với cái mặt độ là bị thay đổi nguồn nước đột ngột. Nhưng mà đó thực ra cái cách đó thực ra nó tốn rất là nhiều thời gian và nó cũng là một dao hai lưỡi, thì cái này anh em nên làm từ từ chứ không nên làm vội. Ví dụ hôm nay mình thay 5%, hôm sau tiếp mình cứ 5%, chứ đừng có hôm nay 5%, hôm sau mình làm một phát 50-70% thì con cá nó sẽ bị thay đổi đột ngột, nó sắp đi thì nó sẽ bị cụp đuôi hoặc là bị yếu, là con yếu quá thì nó sẽ chết luôn. Ngay cả là mình sẽ tập cho nó thay đổi cái môi trường sống liên tục để mình chuẩn bị cho con cá nó bước vào mùa đông. Trên thực tế thì lạnh quá thì con cá nó cũng phải chết, thì mình phải có nhiều biện pháp là đó để mình giữ nhiệt cho nó. Có một số anh em sẽ dồn cá vào trong cái bể sốt hoặc là cắm sưởi, thì chi phí điện nó phát sinh nhiều, nên mình chỉ có sử dụng cái phương pháp là thay nước liên tục, làm cho con cá nó thích nghi với môi trường mới liên tục, thì tới mùa đông thì mình sẽ hạn chế được cái số cá thấp thoát. Ok, mình xin tổng hợp lại cái phương thức nuôi cá mùa đông của anh Việt Hùng nhé. Là anh ý luyện tập cho cá thích ứng với cả môi trường các bạn ạ. Anh ý mỗi ngày anh ý thay khoảng 10% nước này, anh luyện tập trước mùa đông vài tháng. Xong đó là đến mùa đông ấy thì có những các cách đấy là dồn vào một thùng xốp. Đấy, còn đối môi trường Đà Nẵng thì có thể là không lạnh lắm nhưng anh có thể làm cách này được. Còn đối môi trường miền Bắc mà quá lạnh ấy thì con cá nó cũng chắc chắn là chết được chuyện bình thường thôi. Thì mùa đông đến người già cao tuổi còn khi còn ốm, người trung niên còn bệnh, là còn một con cá bé tí như thế này đây. Vì vậy nếu mà có chết thì cũng không nên quá đau buồn các bạn. Mình là chơi cá mình luyện mà, còn nhà bạn nào điều kiện tốt nhất cho vào trong nhà ấm là được. Với lại đặc biệt là vào mùa đông thì là mình thường cho cá ăn ít hơn vào những mùa còn lại. Anh ý sẽ vào mùa đông anh sẽ cho con cá ăn ít hơn vào mùa còn lại các bạn. Chỉ cần nó sống thôi là được. Chỉ cần nó sống thôi là ăn được. Ăn để sống thôi. Ăn để sống. Ăn vừa đủ thôi. Đừng có để cho nó đói, mà khi lạnh thì con cá nó thường thường là sau mùa lạnh thì những anh em cá hay bị suy. Nhưng mà cho ăn nhiều quá thì mùa lạnh con cá nó còn nhát ăn, thì thức ăn thừa dâng trong bể thì nó sẽ làm hư nước, dẫn đến con cá sẽ bị bệnh. Ok. Anh ấy giải thích là mùa đông ấy con cá nó nhát ăn, mà mình cho ăn dư thừa thì cái hàm lượng của thức ăn dư thừa sẽ gây bệnh. Rồi cảm ơn anh Việt Hùng nha. Bây giờ anh em ta sẽ ngắm qua cái quán cà phê cá nhé, ở địa chỉ là 37 Nguyễn Trung Trực, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra nếu bác nào có cần các cái kỹ thuật khác, các cái kỹ thuật của nhà nghề hay là các cái kỹ thuật đòn bí hiểm của về cách nuôi cá thì có thể liên hệ trực tiếp anh Việt Hùng ở bên dưới phần mô tả nhé, mình có để link ở đây đấy. Anh này là một bố già mà nên là sẽ có nhiều bí quyết lắm. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu các bạn thấy hay, hãy để lại một like và một subscribe để mình ra tiếp những video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.